thấy bạn vẫn bận rộn, vất vả, áp lực, tiền không nhiều Vì bạn không làm việc bằng não nhiều Đạt được hai chữ thành công mà để đúc tượng ấy Đúc tượng đến muôn đời, người ta gọi là các vĩ nhân ấy Thì thường người ta đạt được cả bốn vế như sau Vế thứ nhất là vế về sức khỏe Sức khỏe thì nó bao gồm hai phần là não và cơ Và 3 phần tư chứ sức khỏe nó nằm ở não Thế nên là bạn mà có chụp hình gửi lên mạng xã hội là Này tập luyện xong rất khỏe Thì đấy là bạn đang khỏe về cơ Tức là bạn mới chỉ khoe được một phần tư cái sắc đẹp của mình thôi Chứ còn người ta bảo hôm nay được ngồi với Rich Nguyễn Hôm nay đọc một cuốn sách từ tốt đến vĩ đại tâm đắc quá Thì người ta đang khoe được 3 phần tư cái nét đẹp của mình Hiểu không ạ? Thế nên là bạn phải hiểu đúng khái niệm về khỏe. Hiểu không ạ? Và chữ sức khỏe bao giờ người ta cũng xếp nó là số 1. Bởi vì khi có sức khỏe là người ta có được tất cả. Đúng một phần rồi. Vì anh phải hiểu cặn kẽ chữ sức khỏe là nó gồm hai biến là não và cơ. Hiểu không ạ? Mà 3 phần tư chữ sức khỏe nó nằm ở não thế nên là não mà kém thì lao động tay chân nó phải nhiều là chuyện đương nhiên. Và nếu não tốt thì lao động gì ạ? trí óc nhiều thì tay chân nó nhàn hạ. Thế thôi. Bạn cảm thấy bạn vẫn bận rộn, vất vả, áp lực, tiền không nhiều bởi vì bạn không làm việc bằng não nhiều. Nó có nguyên lý của nó hết, đúng không ạ? Yeah. Nhá. Cái thứ hai nữa, đấy là về sự nghiệp. Sự nghiệp của mỗi người thì nó gồm hai phần là hoài bão và sứ mệnh. Hoài bão là làm giàu cho mình, còn sứ mệnh là phục vụ cho đời. Và một người được gọi là có sự nghiệp thì anh phải đạt được cả hai tiêu chí là hoài bão và sứ mệnh. Đằng này kiếm được tiền rồi, cả nhà tổ chức sinh nhật hàng tỷ đồng dùng ăn giáp vàng, bỏ giáp vàng rồi cho rằng mình là người có sự nghiệp thành đạt không? Thành đạt phải đi đôi hai thứ là hoài bão và sứ mệnh, kiếm được tiền cho mình và phục vụ đóng góp và trao giá trị được cho đời thì đấy mới là kẻ có sự nghiệp hiểu không ạ nhá đó cái thứ ba nữa đó là vế về gia đình gia đình thì nó có năm biến biến đầu tiên là ứng xử trong gia đình ấy, thì cư xử nó phải hài hòa mà tôi vẫn nói rất nhiều lần là cái này nó phụ thuộc vào rất nhiều là phụ nữ vì ở nhà đa, đa phần đàn ông nó có nói mấy đâu toàn đàn bà nói nhức hết cả đầu ấy ạ? Đấy, thế nên trong gia đình là ứng xử nó phải hiền hòa Đi làm về hôm nào mà vợ nó cười tươi Cái là biết là này ấm rồi, này ấm rồi Chị mẹ về lư 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 là thôi chết mẹ rồi Còn này chết rồi Thì rõ ràng là cái nét mặt của người phụ nữ thôi Nó ảnh hưởng đấy bạn ạ à. Thế nên là người ta nói rằng là Lấy được đúng vợ là phong thủy ba đời đấy Mày cứ lo mày xây lại mộ làm cái mẹ gì Lo mà chọn vợ kìa Lấy vợ làm nhà tạo trầu Xong ba việc đấy là xong cuộc đời Chả hiểu gì C Cứ, đi xây lại mộ Mới lại chỉnh bát hương Mới lại xoay cổng Nhà anh Tuyền có làm thế không? Xây mộ chỉnh bát hương ấy, Xây cổng Có không? Có, chứ. có à? Thế <laughs> con nhà anh Long hay sao? Có không? Có. có nhưng mà phong thủy nó lại là cái con đứng trong nhà cơ này thế còn đấy nó chiếu ra ngõ nào là chết ngõ đấy luôn nên Ôi, toàn bộ các vụ anh em trai đánh nhau là đều do các thím hết kinh lắm các mẹ chọc cho là anh em ruột ở với nhau từ nhỏ thế mà còn từ mặt nhau hận thù bạn mới hiểu đàn bà nó kinh khủng như thế nào hiểu không ạ nhá và nói như thế thì bạn có con trai năm nay ở tuổi mới lớn thế là gia đình có bảo thôi phải giữ nó hiểu không ạ à có con gái ở tuổi mới lớn bảo phải giữ nó vì còn dại cái màng nhỡ nó đi đầu linh tình là chết đấy nhưng mà không giữ thực ra là phải giữ ở thằng con trai ấy. vì sau đấy nó sẽ rước một con lạ về nhà mình đeo mẹ con đấy mà về mà nó cứ trèo lên nó đập bàn thờ thì thôi hỏng hết tại vì là nó là tác nhân rất kinh khủng còn con mình nó đi làm nhà người khác mẹ thằng chồng nó mà vớ vẩn Để tôi xui mẹ đứa con gái mày cứ đập bàn thờ nhà nó cho bố cho anh em nó tan đan xẻ ngáy đi mày cứ đề mày cứ thủ thủy em thấy anh của anh ứng xử thế là không được mày cứ thủ thỉ vào tài nó suốt thế này cái đòn đấy của đàn bà người ta gọi là đòn ầm nó khoan vào não nó khoan bình tĩnh lắm nó khoan rất là cẩn trọng một thằng đàn ông nó phát rồ lên đấy bạn ạ xong mà đi đánh nhau ấy nó kinh khủng như thế thế nên là ở việt nam người ta cũng có cái cầu là lạy ông cũng không băng gì còng bà phụ nữ nó kinh hơn nhiều lên sếp tổng không được nó đến đánh vào vợ sếp vợ sếp mà em thấy là tuyền tiếc lên có tấm gương anh phải cân nhắc nó bảo không phải đâu tuyền nó uh, cũng là nhiệt tình nhưng mà các chú anh chưa kinh nghiệm anh ấy buồn cười nhỉ nó như thế thì đi con đi quá em buồn cười ở nhà em can giữ vào cái việc công ty đấy ối ông đi đấy vừa rồi không tiện nhắc tên nhưng mà khối cán bộ cấp cao là thôi cũng phải hạ cánh an toàn là vì vợ ấy đúng không ạ đấy vị trí quá cao nên là đành thì cũng phải giấu tên đi mới cho hạ cánh an toàn ấy chứ không là đi rồi đấy đúng không ạ từ vụ Việt Á Việt Yếc cho đến vụ sông Tô Lịch đấy bạn này toàn rồi đàn bà hết đấy, chứ các ông ấy đi đi có làm cái chuyện đây đâu thế nó mới khổ ý, thì, 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 mất chức mất quyền mà bao năm vân đấu ấy, sự nghiệp chính trị ấy, đang đỉnh vinh quang cắm mẹ mỏ nó có thằng thì bóc lịch chứ. kinh khủng lắm toàn vì cái chuyện lặt vặt thôi nhá, đấy. Thứ hai nữa sau khi ứng xử rồi thì thứ hai là phải có tài chính. Gia đình là phải kiếm được tiền. Ứng xử thì là trách nhiệm của đàn bà, nhưng kiếm tiền thì vai trò chủ đạo lại phải là đàn ông. Hiểu không ạ? Phụ nữ xây nhà, đàn bà xây nhà còn gì? À, tôi xin lỗi là đàn ông xây nhà còn đàn bà xây tổ ấm. Hiểu không ạ? Đàn ông là phải xây được nhà. Còn đàn bà việc của người ta là giữ tổ ấm. Thế nên đo chiều cao đo bằng mét Đo cân nặng đo bằng kg, lô Đo giá trị đàn ông đo bằng gì Bằng tiền Hiểu không ạ Thằng không kiếm được tiền hoặc kiếm ít tiền Là thằng kém giá trị hoặc không có giá trị Đằng này cứ ngồi ấy, Mẹ toàn biện hộ Tuy anh không giàu nhưng Ít mẹ đã nghèo đạo đức ấy, Còn kém lại còn nhưng Mẹ cứ chê mày cứ làm những cái thằng ấy. Nó kiếm được tiền nó kém đạo đức ấy. Mẹ nó vừa giỏi Đúng không ạ? Nó vừa phòng độ, đẹp trai, ứng xử tốt, lại kiếm được tiền nữa cơ. Mẹ tôi thương nó lại thế. Nó tích hợp bao nhiêu cái điểm tốt đẹp nó hội tụ tình hòa đấy. Mình đã kém, nghèo, khó, xấu, lại hay biện hộ. Thế nó chán, vợ nó chán chả muốn nói rồi. Thì mẹ tôi nói thật tôi mà được làm lại tôi chả lấy ảnh. Chị có bao giờ nói thế không? Có không? Đúng phòm nhà chị rồi. Hãy cười nức nở Cái thứ ba nữa là tình dục bạn ạ Đấy Ứng xử là phải hiền hòa Phải có tiền đưa vợ Mẹ mày món này không có nữa Vẫn khinh Thế có đại nhục Mẹ chiến đấu thế về đưa tiền Không có món này vẫn khinh Vất vả lắm Sau đấy là đường con cái Con cái là đường về hậu vận Hỏng con cái là mất toàn bộ hậu vận đàn ông thì cứ lo mãi trình chiến thà phương về con nó nghiện hút. Nó chỉ báo ốm hai mùa bóng thôi mẹ, mẹ. sự nghiệp 60 năm thì nó cũng như 6 ngày thì có cái gì đâu. Đúng không? Nó chỉ báo ốm một mùa rồi báo có độ hai trận Rồi là xong có cái gì đâu mà bạn cứ phải lo kiếm ăn mãi. Bao nhiêu ông vị trí cao vị trí gọi là chức vụ rõ là cào rồi tiếng tầm vàng rộn, còn toàn nghiện hút mới chơi bơi xong về nghĩ vào chán, anh chỉ ước bằng một phần nhà của em thôi, tuy không giàu nhưng con cái ngày lễ ngày tết nó già giáo biết yêu thương bố mẹ đấy, bạn ạ, à, thế thì cuối cùng tiền nhiều để làm gì, đúng không? và tiếp theo nữa là mặt trận về ngoại tình, ngoại tình không có nghĩa là bạn phải có mặt trận ngoại tình mà phải chấn được mặt trận này tốt, hiểu không ạ? nhá, đấy, nào Yếu tố thứ tư nữa là bạn bè. Nhấn like. Chia sẻ. Đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.